Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox một số cái hàng mới. Thì ở đây chúng ta có thêm một số cái loại spinner mới và còn có thêm cái hàng cubicle nữa, nên chúng ta sẽ cùng khui ra và xem ở đây chúng ta có những gì nhé. Giờ chúng ta sẽ thử khui cái thùng lớn này trước này. Đây là bộ chai sắt. Đây là chọn bộ chai sắt gồm ba chai và ba cái đầu nắp luôn. Đấy, chai sắt này. Chai sắt 10k, 30k đến 50k. Đủ bộ luôn. Đây. Mình nhập về mấy cái chai sắt. Ở đây mình có con XQ Megamin tự carbon này. Con này nhìn rất là đẹp. Đây. Nhìn nó khá là đẹp. Cái này là cái con snack, cái con rắn các bạn hay mua ở ngoài nhà sách đó. Ở đây mình cũng có thêm cái con GTS V1. À, có cả cái bản mà con trong đen ngoài trắng. À, nhầm, trong trắng ngoài đen. Cái phần co nó màu trắng, trong nó màu đen. Rồi ở đây mình có về một số cái spinner mới này. Đây là cái bộ spinner 6B. Có tất cả là 4 loại 6B khác nhau. Để mình lấy ra thử từng cái và xem. Đây chính là cái spinner 6B. Cái loại này xay khá là êm rồi. Nó rồi để mình xem là cái cấu tạo ở trong coi nó là nó không có dùng cái vòng bi lớn như mấy cái loại kia, mà nó dùng cái vòng bi nó khá là nhỏ. Các bạn có thể nhìn kỹ ở đây thì có cái vòng bi của nó rất là nhỏ. Chấm vào đi biết. Cái vòng bi trong nó rất là nhỏ so với những loại truyền thống, cho nên cái này nó quay cũng khá là lâu này. Ngoài ra thì mình cũng có cho một số cái kiểu dáng khác, như các bạn nhìn trong vật ở đây đó, nó có nhiều kiểu dáng khác nhau và mình đã nhập về đủ 4 kiểu và mình lấy ở đây màu đỏ. Đó là cái loại 6B. Còn ở đây mình cũng có thêm cái loại 3B cho các bạn nữa. Đây, spinner của Moju 3B. Đây. Thì cái loại 3B này giá chỉ có 60.000 thôi. Đó, mà nó cũng rất là đẹp nữa. Nhìn rất là bắt mắt. Để mình lấy thử một cái để các bạn xem. Còn mà cái loại 6B là giá của nó 80.000 các bạn. Nó mắc hơn cái này có 20.000 thôi. Thì giá cũng khá là rẻ. Mở hộp này ra.
bi nè. Cái loại này nó khó chụp hơn so với cái loại bình thường tí nhận, do cái này nó hơi bị nhô cao tí. Ok, nhưng mình nó cũng chất lượng. Ok, kịp. Còn đây nó đang quên xin tiếp một số cái loại khác. Ở đây mình có thêm một số loại spinner kim loại mới về. Đây là mày kim loại. Cái loại này rất là đẹp. Nó thiết kế theo cái kiểu hợp kim cổ điển. Và mình lấy 4 cái. Mỗi loại 4 cái hết nha. Đây. Đây. Cái này nó khá là nặng. Mình cảm nhận cái này nó có độ rung lớn quá. Cái này cho mình xay muốn có cảm giác nó rung rất là mạnh. Cái loại này nó cũng vậy luôn, nó cũng dùng một cái vòng bi rất là nhỏ. Và bi này hình như là bi sứ hay bi sắt gì đó, mà mình thấy nó màu đen. Mà cái vòng bi nó cực kỳ nhỏ luôn. Ok, mình sẽ lắp lại. Rất là đẹp, nó có hai màu. Cái này là màu trắng bạc này, còn cái này là màu vàng. Đây, các bạn xem hai lòng đi, rất là đẹp. Mình chưa có quen lắm với việc xoay bằng cái con này bằng một tay. Hai con này cầm nó rất là nặng tay luôn, bởi vì hai cái đầu này nó có mà này bằng kim loại nó khá là nặng. Rồi mình bỏ nó vô lại, mình lấy thử mấy cái loại khác nữa cho mình xem. Đây là cái loại mà truyền thống kiểu ba cánh nhưng mà làm bằng kim loại luôn. Sao cái lần trước mình lấy về thì nó là làm bằng nhựa, nhưng mà cái này mình là làm bằng kim loại luôn nè, kim loại nguyên khối. Đây. Cái này xay nó êm hơn rất là nhiều so với cái loại hai cánh kia. Mình thấy nó êm rất là êm. Còn cái loại hai cánh kia mình thấy nó hơi rung rung, lắc lắc một tí. À, tối nay mình sẽ làm cái bài test thử xem mấy cái con này có thời gian quay lâu nhất. À, cái này nó cũng giống vậy, nó cũng dùng cái ổ bi rất là nhỏ ở bên trong. Bi nó rất là nhỏ cho nên ma sát cực kỳ ít.
cái nữa cũng là màu vàng. Và mình còn có một số cái loại ba cánh khác nữa. Cái ba cánh này thì nó màu xanh. Đây. Cái này nó nhẹ, nó khá là nhẹ. Cầm nó nhẹ hơn so với cái loại kia. Mình thích cái này quá. Cái này nó nhẹ lắm luôn á. Cầm nó rất là êm, xay rất là êm. Nó không quá nặng nề mà xay lại rất là êm. Thiết kế của nó nhìn nó thẳng hết. Và cái này nó mạ kim loại lên cầm và nó mát tay lắm các bạn ạ. Và mình sang cái loại nữa đây. Loại này nó có bi bên trong. Cái loại này nó có bi cho nên có bị xay, nó hơi bị lắc lắc một tí. Đó, các bạn nghe nè. Nó có cái bi này. Một cái dòng bi này nó được mạ vàng như các bạn. Cái loại này nó mạ vàng bên trong luôn. Nó rất là nhỏ. Mẫu M1 để mình lấy ra. Đây cái mẫu M1 này nó có khá là nhiều màu, màu đen này, trắng này, xanh biển này, đỏ này, vàng này và xanh lá nữa. Mình lấy thử một cái cho các bạn xem. Cái loại này khá là, nhìn khá là đơn giản mà nó cũng rẻ nữa. Cái này chỉ có 70.000 một cái thôi. Mình nhìn nó rất là đẹp và rất là chắc. Còn thêm một lô Moju Spinner là 6 bi nữa. Cái loại này nó còn rẻ hơn rất nhiều. Đây. À, em có một bộ đây nữa. Đây là loại ba cánh kim loại. À, cái loại này nhìn khá là ngộ. À, đây, có nhiều màu khác nhau luôn. Cái này, nó màu hồng rồi. Ồ, cái này cảm giác nó rất là nặng luôn. Còn cái này hầu như nặng hơn mấy cái loại kia rất là nhiều. Nặng nhưng mà xoay nó vẫn rất là êm các bạn ạ. Xoay nó êm lắm. Mình cầm mình lắc được luôn này, nó không bị chao đảo nhiều. Nó xoay rất là êm. Và cái phần sắt của này nó rất là lớn, nó nặng tay lắm. Và cái ổ bi này nó dùng cái loại ổ bi nó lớn hơn một tí. Nhưng mà cái bi ở trong thì nó vẫn rất là nhỏ, cho nên đảm bảo được ma sát cực kỳ ít. Đấy. Tối nay mình sẽ xay thử nhiều từng loại và coi thử cái nào nó xay như thế nào. Nhiều quá.
cái nào cũng đẹp, cái đâu đâu cũng đẹp. Đây nó có nhiều màu, cái này là màu hồng hồng này, màu mẹ hồng này, còn cái này là màu mẹ vàng, cái này là màu xám, còn cái này là xám đen. Xám đen với xám kim loại, hai cái nhìn nó khác cái nhau, nó không giống nhau. Cái này có một loại màu kim loại hết. Và mình còn một cái loại cuối cùng nữa, đó là cái loại hai cánh. Đây, cái loại hai cánh. Thì cái loại này chỉ còn mỗi màu hồng thôi, do mình chạm tay quá nên mình không lấy được thêm mấy cái màu khác. Và cái này nó có đặc biệt, nó có hai cái lỗ này, các bạn có thể dùng móc khóa, các bạn móc vào, các bạn mang đi cũng được. Lô hàng lần này của mình bao nhiêu đó là hết cái phần spinner rồi đó. Bây giờ mình sẽ dọn nó một bên, mình sẽ khui cái hàng cubicle cho các bạn xem. Đi học mới về hả? Vô đây, vô đây, vô đây. Spinner về nhiều lắm. Spinner về rất là nhiều, rất là đẹp. Wow, thật tiếc luôn. Bây giờ mình sẽ cùng khui cái thùng hàng cubicle này ra nè. Đây, cái thùng này tôi bị còn những cái này. Cái này đúng không? Túi cubicle này các bạn. Mấy túi logo cubicle này. Ôi, lớp này. Đó, đây cubicle lubricant này. Đó, nhiều quá. Cái này mà tê một phát. Trời ơi, nhiều lắm, speed đi luôn nè các bạn. Cái này cũng phải xài 100 con mới hết. Rất là nhiều. Còn ống 25cc không ạ. Đây là DNM. Trời ơi, hình như trong quá trình vận chuyển nó bị chảy sao á các bạn. Nó bị chảy ra trong bị nè. Trong quá trình vận chuyển thì nó bị ép, nó bị chảy ra một tí rồi, khổ quá. Có túi màu hồng. Không, nó DNM nữa nè. Túi một tí. Đây là máy speed đi. À, đế cubicle này. Đế này. Đế này có logo cubicle này. Đó, đẹp quá. Đây là cái gì? Chili đó. Chili màu đen. Nó cũng giống Maru vậy anh. Nó màu đen. Rồi túi màu tím. Túi màu hồng đẹp quá. Đây túi gan. Túi gan. Đây là một cái cubicle mát. Đây là một chiếc áo cubicle mát này, thảm này, cubicle này. Đây là áo của cubicle. Áo này là size size M. Cái này mình mặc chắc cũng vừa. Có cái quần không đi? What the hell? Quần nữa hả? Có cái áo khoác hay sao á? Ồ, mình nhớ hồi đang đặt không có quần đâu ta. Có áo khoác nữa nè các bạn. Quần của cubicle luôn. Ủa, hôm nay mua hả? Đây hàng Mỹ hả? Ừ. Áo khoác của chị. Ủa, sao giờ mình giống bán quần áo quá vậy? Trong khi sao giờ thì mình giống một bán quần áo quá. Đây là 1x1. Còn cái này là con 1x1. Ờ, 1x1 trong này nó có một con dạng chăm suốt luôn nè các bạn. Sticker cubicle này, dạy khui luôn. Trời, nhiều quá. Ở trong đây còn khắp rất là nhiều lớp mà mấy bạn đã đặt mình.
Và mình thấy có một chiếc chai lúc nó màu xanh xanh này, không biết là cái loại lúc gì. Rất là nhiều loại. Wow. Và mình phải kiểm tra lại những cái này là nó... Cái này màu hồng, cái này màu xanh. Rồi còn cái đống sticker cubicle này cực kỳ nhiều. Các bạn đừng có nôn nóng nha, các bạn phải đợi tối nay mình kiểm hàng nữa. Mình kiểm hàng chắc cũng phải mất 2-3 ngày mới xong. Giữ hàng nhiều quá nhiều. Sticker này thì ngồi đếm mệt đầu luôn. Wow, như đây các bạn không sao, không lo hết hàng nhưng mà cũng hốt liền chứ không hết hàng. Cái đó người ta đặt sẵn má ơi. Đặt hết luôn á hả? Yes. Chứ hôm nay không để bán hả? Thì hồi mở đợt rồi ai không đặt thì đáng chịu. Cái này... Đây, trời ơi, sticker nhiều quá, không dám sổ ra đâu, rất là nó nhiều luôn các bạn. Nó nhiều, gỡ ra nó hay á. Sticker cực kỳ nhiều luôn, phải tối nay mình kiểm lên từ từ. Chứ sổ ra thì nó lộn xộn hết. Không mang gì. Và trong này sticker full fit đẹp cũng rất là nhiều. Màu nhiều quá ơi luôn, trời ơi. Wow. Nhiều quá, nhiều quá. Màu cho bạn coi cái màu xanh nhạt nhạt tí đi. Màu xanh nhạt nhạt á. Đây, xanh cubicle. Xanh cubicle nhạt nhạt. Đúng đẹp. Nhạt như kiểu Lan Quỳnh nói, nhạt như nước. Nước miếng. Ok. Ok. Rồi, hàng cubicle là nhiêu đó đó. Các bạn nào đặt mua thì các bạn đợi khoảng vài ngày nha. Chắc chắn trong tuần này mình sẽ gửi hàng cho các bạn liền. Không cần phải lo. Ok. Ủa, cái này là có người đặt không? Yes. Ủa đâu? Có người đặt, cái áo này đắt tiền lắm. Cái áo này 4 mấy đô á. Có người đặt không? Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào tạm biệt. Trời ta.